Hãy chào tất cả các bạn nha, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh Duy Khánh nha. Nay soạn mấy máy cứu quả ra dọn tiếp các bạn ơi nha. Cái con này bữa giờ là nằm trong kho thiếu đồ thiếu đạt lum á, nay đem ra thanh lý mấy con thiếu đồ trước các bạn nha. Còn như con này thì đủ đồ, con này thì chạy cũng ngon lành rồi, đủ đồ nè để riêng luôn nha, thiếu đồ tè le hết á, nhiều lắm, để mai dọn tiếp anh em. Con này thì đủ đồ, con này chạy ngon lành rồi, đủ đồ. Đó, con này lên video sau. Chủ yếu nay thanh lý hai con này nha. Hai con này là lý do vì sao bị thiếu đồ gì gì á, em quay chia sẻ chi tiết anh em ha. Đầu tiên anh em mấy con này là TF10 ha, khoảng 7-8 ngựa gì đó. Thứ nhất là thiếu chụp giật. Đó. Về là mất chụp giật ha anh em, là không có chụp giật ha. Dưới thứ hai là thiếu bình xăng. Đó, nó gãy ngang bình xăng đây nè anh em. Nó gãy ngang đây nè. Anh em thấy không? Đó, mấy con máy thì đẹp lan can, lồng bọng là ok hết ha. Anh em nào nè, nay mình bán thứ nhất là anh em nào mua đầu bơm hút chân không, hút nước, đầu bơm cứu quả thì bán đầu bơm không. Anh em nào mua máy bán máy không ha. Đó. Máy thì lồng anh em khỏi phải chê luôn. Qua cái quay cái cho nó thấy lồng rồi. Đó, lồng trắng phiếu anh em, không có bị chày xước hay chốc gì cho nó thấy không? Đó, rất là đẹp luôn, con nào nấy vậy nha anh em. Đó. Bao hơi hám luôn, một hồi em sẽ test nổ con này luôn, em xịt xăng vô em test cho anh em ha. Đó, đây là con thứ nhất ha. Con này thì đây nó hơi bị mớp mớp đây xíu ha, không ảnh hưởng gì hết anh em. Bô bọng đây nha. Con này khoảng 7-8 ngựa rồi đó ha. Rồi, đó con đầu tiên anh em ơi. Rồi giật luôn hả? Giật luôn thôi, quay nói hai con đi, hồi giật để chân trống hai thằng giật mới được chứ. Đó, rồi con thứ hai. Thứ hai cũng TF10 luôn nha anh em. Đó, bình xăng thì mốt. Mà mấy bình xăng này nó không có cái ấy nha anh em. Không có nắp nha, mất nắp hết rồi. Vậy anh em bỏ bình xăng hoặc làm gì ra làm ha. Anh em chế chạy máy là ok, 7-8 ngựa mà nhỏ xíu rồi nha. Đó. Đây. Mà em vậy luôn, lòng bọng đây, khỏi phải chê luôn á, không có chày chóc miếng nào chứ anh em ơi. Đẹp lắm nha. Đó, thấy không? Đẹp lắm. Rồi, em sẽ tháo máy, gã máy ra bán ha. Một cái đầu máy gì em bán với giá là 2 triệu nha, thiếu đồ nha anh em. Đó, chủ yếu là bao hơi, bao lửa. Ha, thiếu bình xăng. Bình xăng nè anh em thấy nè. Đây nó hơi xéo nha anh em. Đó, về anh em mà muốn chế bình xăng gì đó chế vô xài ha. Đó là tùy anh em nha. Đó. TF10. Rồi giờ sẽ giật nổ cho anh em nghe ha. Rồi bên em có bán đầu của quả không luôn nha. Đầu này sáng em bán cái máy cho ông anh nè. Rồi giờ gã ra nguyên cái đầu của quả như vậy. Cái đầu này thì họng ra họng vô là 65 nha anh em. Đó, ra vô 65 hết. À, có cái bộ hút chân không ha, đồng hồ đầy đủ. Đó, đầy đủ. Thì bán luôn ha, nguyên bộ như vậy ha. À, bằng thao bằng đồ không nha anh em. Đầu thao đồ ngon lành lắm nha. Lỡ lên xay xay coi vậy. Để lên. Đó, đầu nó gì đây anh em ha. Đó, đầu này đầu thao nha. Để dặn ra cho anh em coi nè. Nha, đó bằng thao bên trong nó rất là đẹp nha anh em. Đó. À, mới che can xà beng à, hút chân không đồ đầy đủ. Đây bộ hút chân không 2-3 cái đồng hồ. Đó, một bộ gì một cái đầu gì là anh chịu ha. Chịu cái nha anh em. Đầu gì anh chịu cái. Đó. Bao cho anh em là còn ngon lành nghiêm chỉnh nha. Đó, không gơ lắc, không gì hết ha. Nhìn kìa, còn đỏ ao chổng luôn á. Nói chung là cái ba hàng này nó đâu có chạy nhiều anh em, cứu quả mà. Để dự phòng thôi. Rồi bây giờ em sẽ set để cái camera xuống. Em sẽ test nổ mấy con này cho anh em xem. Đầu tiên thì giờ để đâu giờ? À, anh em đợi xíu nha, để camera xuống nha. Vậy được chưa? Thằng bơm xăng vô nữa chứ. Rồi vậy được rồi. Mày biết bơm không? À giờ bơm xăng vô rồi em giật nha anh em, giật quất vô ấy không ta. Thiếu chụp giật nha anh em phải giật bằng dây nha. À, chơi luôn. À quên báo giá với anh em luôn ha. Cái đầu máy gì bán giá 2 triệu nha. Cái đầu không nha, không tính bộ cứu quả, bộ cứu quả sao thì em tháo ra. Cái đầu này đầu thiếu đồ bán 2 triệu nha anh em. Thứ nhất là không chụp giật, thứ hai là không bình xăng con. Về anh em muốn chế gì chế. Ha. Thank you.
vô. Đó, nghe thấy không? Chạy ngon lành nha. Cái bình xăng tay này nó không có ngọt anh em ơi. Mình đút vô không có đúng ấy. Nó chạy mạnh lắm nha anh em, chạy tới tua 6.000 vòng trên phút luôn nha. Thường thường mấy anh miền Tây về là hỏi em mua đầu á, thì nay em gã ra để anh em về chế độ nè. Đó, về anh em gắn bông mai, bông cúc, bông hồng vậy đó vô chơi nha. Đó. Rồi đổ vô miếng dầu, miếng xăng nữa coi, giật cái nữa coi. Sát sát vô. Mạnh mạnh vô cái đó ơi. Gì vậy? Trời ơi, tự nhiên vậy cái dục cái mình ấy là nhầm gì đâu mà nó đâu có ấy đâu, nó ghê chưa nè. Xăng xăng quá nhiều nữa ấy em kịp ha. Rồi đó, con đầu tiên nha anh em. Cái đầu này không 2 triệu ha, cái cụm này anh em nào muốn lấy thì em bán riêng ha, 1 triệu cái cụm hơn sao. Đó. Rồi, xong con thứ nhất đẩy ra. Rồi tới con này. Thấy không? Thấy không? Nằm vô khung hình là dứt à. Này là TF TF 7 nha anh em, ủa TF 10 nha anh em, khoảng 7 8 ngựa vậy đó. Mấy con này anh em chạy là bá đạo trên từng hạt gạo luôn anh em ơi. Bữa giờ em bán cho mấy con cho mấy anh Long An rồi. Rồi. Nhiều vô, nhiều vô. Nhiều vô. Nhiều vô. Nhiều vô. Rồi ok anh em. Thì đó thì nay thanh lý mấy cái đầu ha, anh em nào có nhu cầu thì alo em ha. Thứ nhất là thiếu chụp giật. Thứ hai là thiếu bình xăng. Vậy anh em chế gì chế ha, bình xăng bự thì nó mắc nắp. Nó chủ yếu là hơi lửa. Còn ok ha. Đó, mà 2 triệu một đầu vậy anh em nào mà về mà chế gì chế ha. Còn cái đầu của quả không là 1 triệu ha. Đó. Giá chưa bao gồm vận chuyển, anh em nào cần thì alo em ha. Để ngày mai em soạn soạn gáp là đủ bộ thì em sẽ bán đủ bộ ha. Đủ bộ thì khoảng 4 triệu một bộ ha. Mấy con gà em bán nhiều rồi. Đủ bộ là như con này là đủ đồ vậy nè, là 4 triệu một bộ ha. Đó. Đủ bình xăng, bình bọng rồi chụp giật đồ ngon lành là 4 triệu một bộ ha. Đó. Rồi để coi mai em gáp được mấy bộ thì em bán lên video tiếp vào ngày mai mấy bộ nguyên. Còn mà không đủ thì thanh lý tiếp nha anh em. Rồi, chào tạm biệt anh em nha.